Vâng, show em lại xin chào toàn thể các bác đam mê bẫy chim bê Bắc Trung Nam nhé. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh em một bộ combo cấu hình giá rẻ nhất hiện tại bây giờ. Đấy, cho anh em. Và đây là gồm cấu hình combo giá rẻ như thế nào thì anh em cứ alo vào cho shop và số thoại góc mình video các bác nhé. Đây là loa nén 10W này, loa nén Việt Nam các bác nhé. Đấy, và đang vào mùa chim đi mạnh nhất của năm nay. Quá, đang vào mùa chim rồi và chim đi mạnh cũng là thời điểm kiểm lâm và cũng đang các liên ngành như công an xã. Thì các bác biết rằng hiện tại là đang cái này đam mê của chúng ta cũng là liên quan đến là chim trời cá biển ấy. Cũng cấm nên vì vậy là nhiều anh em lại bị thua đồ anh em nhé. Đấy, thì hôm nay giới thiệu cho anh em một combo cấu hình rẻ, bỏ số tiền hợp túi tiền cho anh em đam mê mọi tổ quốc các bác nhé. Riêng chiếc loa 10W bé nhỏ như này thôi cho chúng ta nhỏ gọn đấy. Cơ bản nhất cái loa nhỏ gọn này cho anh em chúng ta giá lại đã rẻ rồi. Chất lượng âm thanh thì sao? Anh em vừa cảm nhận và cảm nghĩ. Đấy, một tiếng đây là tiếng vạc gửi cho một bác Thanh Hóa các bác nhé. Ở trong Thanh Hóa đang làm rất chi là căng. Đấy. Nên vì vậy là bác cũng đòi hỏi một cấu hình vừa nhỏ gọn lại vừa đánh chim hiệu quả, lại giá lại rẻ hợp túi tiền cho anh em. Và đây là cấu hình ngon bổ rẻ. Và qua đây video em cũng giới thiệu cho anh em luôn. Gồm một cam ly và hai loa 10W Việt Nam rất chỉ nhỏ gọn kia anh em nhé, rất chỉ nhỏ gọn thôi, công suất khỏi phải bàn rồi, chúng ta đánh tầm 5 cây số là quá ok rồi, loa 10W đấy, một bên tiếng vạc gọi mà một tiếng vạc cắn anh em nhé. Đấy, và kèm đó mà bác mua hai tay lưới 50m 100m, nhưng mà bác đòi là hai tay lưới 50m tách ra. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì bác quay bác nhé anh em nhé. Đấy, đây là cái loa âm ly. Đấy, cái loa rất chi nhỏ gọn nhưng mà rất chi có võ. Đấy, lại giá lại rẻ hợp túi tiền cho anh em. Đấy, và em báo giá công khai nhé. Đấy, một cái loa 10W thế kia, là 10W thế kia chỉ có là gì? 220.000 một chiếc thôi các bác nhé. 220.000 một chiếc. Có nghĩa là tương đương chúng ta mua cái loa toa 10W Indo nó rơi vào khoảng gần 1 triệu đồng thì các bác mua được tập chục cái loa như thế kia, loa 10W Việt Nam như kia các bác nhé. Đấy các bác nhé, chất lượng âm thanh thì không phải chê rồi, giá lại hay ạ, hợp túi tiền cho anh em. Đấy, mà nhỏ gọn cho anh em, khi thu đồ thì không tiếc gì cả anh em nhé. Cơ bản nhất là cái âm ly kia thôi. Đấy, cái âm ly và âm thanh tiếng kia thôi là quan trọng nhất. Khi lên ngành đến chúng ta rút luôn và đút luôn cái âm ly và tút quần. Còn loa lưới thì chúng ta có thể sắm được, nhưng tiếng và âm ly kia để đòi hỏi cái đấy chúng ta ưu tiên hàng đầu các bác nhé. Đấy, cái tiếng ăn chim hay không do anh em chúng ta đánh là cái cần thiết nhất. Còn cái loa giá rẻ hợp túi tiền như kia thì anh em kệ, không ảnh hưởng gì. Còn lưới thu thì anh em có thể sắm bộ lưới mới. Kia là lưới 12 phân các bác nhé. Là mắt lưới đây là 50m và 5 diềm 4 túi cao 7m cho anh em kìa. Cao 7m kìa. 5 diềm 4 túi anh em nhé. Mắt 12 phân chống xô mắt, chống chạy mắt cho anh em rồi, chia khoang chia cọc cho anh em rồi. 50m anh em lấy 3 cọc ra chia. Có thể là anh em có thể là mua một bộ thế này, một độ loa, một âm ly thế này. Anh em mua một tay lưới 50m kia thôi, chúng ta cũng đánh bạc quá ok rồi anh em nhé. Chúng ta là, nếu chúng ta lấy con luồng mà bạc đi, nhất là ngoài Bắc hiện tại là giao mùa nên là mưa cũng là đắc đác rồi, nên chìm đi cũng rất chỉ là mạnh. Nên vậy anh em chúng ta là muốn bộ combo giá hình giá rẻ thì cứ alo vào cho shop sẽ tư vấn cho anh em nhé. Có 220.000 một chiếc loa, em nhấn mạnh cho anh em, 220.000 một chiếc loa 10W mà nhỏ gọn cho anh em đánh cúm lúm rẽ run. Và đây em đang test tiếng vạc anh em nhé. Riêng cái loa này nhé, phóng xa tầm 5 cây số không xin nhê gì. Đấy, riêng cái loa anh em cứ bật này xem cả làng không ngủ. Còn điếc tai anh em nhé. Đấy, riêng đôi loa này bật lên thì quá ok rồi, chúng ta đánh gọn vạc thì quá ok rồi anh em nhé. Đây em đang test cho một bác khách ở Thanh Hóa hiện tại đang làm rất căng, và bác mua một hai tay lưới, một tay thì bác đánh, một tay bác dự phòng các anh nhé. Một đôi loa, quan trọng nhất cái âm ly thôi, em nhấn mạnh cho các bác, quan trọng nhất cái âm ly tiếng quan trọng nhất. Đấy, còn các bác có nhu cầu về đánh chích dế hay dê run hay là cùng lúm gà đồng như thế nào, cứ alo và cho shop bằng hai số thoại góc màn hình video nhé. Bên shop sẽ tư vấn cho anh em bộ cấu hình combo giá rẻ ăn chim và tiếng các bác nhé. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em làm sao là rẻ mà vẫn đánh được cái hiệu quả các anh em nhé. Và đặc biệt là chúng ta vẫn có đùi anh em chơi. Đấy, thì bên em đa dạng cho anh em. Đấy, anh em cứ cần tiếng gì cứ alo và cho shop bằng hai số tại các màn hình video các bác nhé. Bên shop gửi hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng mới thanh toán shipper các bác nhé.
Đấy, và sau đây sẽ cho các bác cảm nhận cái đôi loa đánh vạc như thế này. Đánh vạc là đòi hỏi về tiếng xa nhất, vọng nhất, thì xem cái yếu tố của cái đôi loa 10W này có làm nên cái chỗ trống hay không các bác nhé. Quá ok luôn, giá lại rẻ cho anh em. Đấy, cái nó test cho các bác tiếng rất chi là xa và vọng rất chi là mạnh các bác nhé. Đấy, và bát chép đầy đủ trong âm ly thế này để các bác xem vang vọng của nó nhé. Đấy. Đấy, đầy đủ cho anh em luôn, các bác luôn nhé. Đấy. Đấy, các bác nhé. Đấy. Đấy, tiếng cắn rất là nhiên. Nên cơ bản nhất con đánh vạc bây giờ anh em phải có tiếng cắn. Đấy, tiếng cắn lên rất kỳ mà căng các bác nhé. Đấy, tiếng gọi. Đây, tiếng cắn này. Đấy. Không khác gì lo toa anh em nhé. Đấy, anh em nghe rõ. Đấy, tiếng cắn rất kỳ là mạnh, một căng. Đấy, cơ bản nhất tiếng cắn. Đấy. Các bác nhé, nghe đấy, tiếng cắn lên rất chênh chách các bác nhé. Vâng, video ngắn trên tiếp tục đây. Anh em có nhu cầu về combo cấu hình giá rẻ đánh vạc thế này, cứ alo vào cho shop bằng hàng số điện thoại các bình video các bác nhé.